Mà ai ai xúi con đi thi vậy? Dạ con từ xúi con đi thi. Còn một mình con đi luôn đó hả? Một mình con đi với ba mẹ con. À một mình đi với ba mẹ con, ok. Con đặt ghế đằng trước mà nhiều người ngồi đằng trước hết rồi, còn mỗi hai chỗ à. Rồi ba mẹ không có chỗ ngồi, ba mẹ ngồi đâu? Dạ ba mẹ ngồi dưới kia. Ok. Tại sao mê hài? Tại vì mẹ giết, con thì hài, ba thì duyệt. Rồi, bây giờ mời thí sinh đầu tiên. Rồi trời. Con xin kính chào quý vị khán giả cùng ba giám khảo. Con tên là Vũ Xuân Tâm, con đến từ Chu Cha Lâm Đồng. Con xin phép mấy chú con được làm bà ngoại chú Trường Giang, chú Trương Thành và chú Tiến là. Trời ơi, mấy tuổi rồi con? À, con 6 tuổi. 6 tuổi rồi đó, là đi học lớp 1 rồi đó. Sao con có chút xíu vậy? Tại vì ngày Tết là con 7 tuổi. À, chút xíu tại vì ngày Tết là con 7 tuổi. À. Hôm qua con mấy tuổi? Dạ, nay con là 6 tuổi. À, hình như nãy giờ hai câu hỏi là trả lời không có dính gì luôn á. Mà con có rung không? Dạ không. Ừ, đừng có rung nha. Tại chú Thành thấy con lấy cái tay con dò, chú Thành sợ con rung. Con đừng có rung nha, con ra là mọi người vui lắm rồi nha. Thoải mái lên nha. Mà ai xúi con đi thi vậy? Dạ con từ xúi con đi thi. Ai chở con tới đây? Ai đường đến đây? Dạ con đi bằng xe buýt. Còn một mình con đi luôn đó hả? Một mình con đi với ba mẹ con. À một mình đi với ba mẹ con, ok. Phải, nãy giờ con thi là con được lấy, nãy giờ cũng phải 40 triệu rồi đó. Rồi con xuống đây bằng ba mẹ đón xe đò đưa con xuống đây hả? Dạ không, con đi bằng xe buýt giường nằm. Cái gì? À có giường nằm nữa hả? Dạ. Con có biết nhiêu tiền vé không? Dạ đi lấy tiền ở xong rồi đi mua đồ xong rồi mới lên xe đi. Đúng rồi. Mà lên xe buýt đó là người ta cho mình ăn gì uống gì? Dạ mẹ đem sữa cho con với em ăn. À, xe buýt giường nằm luôn hả? Hả? Con có nằm hết cái giường không? Dạ mỗi người ra dịch à, con đặt ghế đằng trước mà nhiều người ngồi đằng trước hết rồi, còn mỗi hai chỗ à. Hai chỗ à? Ba người mà hai chỗ à? Con có bốn người. Ủa sao càng hỏi nó càng lòi người ra ba vậy? Ba mẹ với hai bạn nữa. Rồi ba mẹ không có chỗ ngồi, ba mẹ ngồi đâu? Dạ ba mẹ ngồi dưới kia. Ok. Cái cách bố trí con người nó lạ lắm. Ok. Nhiêu đó thấy 2 triệu rồi đó. Rồi giờ con đứng vô giữa đi, con đứng vô giữa đây cho đẹp nè. Đó, đúng rồi. Mà có coi hài không? Ở nhà có coi hài không? Dạ có. Tại sao mê hài? Tại vì mẹ giết, con thì hài, ba thì duyệt. Mẹ viết tác bạn. Giả kịch bản, ba là chỉ đạo nghệ thuật đó. Nhưng mà ý là chú Thành hỏi tại sao con mê diễn hài á? Tại vì con thích đi thách thức trên hài. À thích trên hài nên mới đi làm diễn hài. Rồi hiểu rồi. Bây giờ mọi người đang rất là thích con rồi đó nha. Bây giờ con thoải mái con diễn cho chú Thành chú Giang cười nha. Rồi chuẩn bị nè, bắt đầu. 80 giây bắt đầu. Ngoài chào ba giám khảo, nhà tôi á có bà đưa chào là mỗi lần ra đường bị người ta mắng vốn à. Mấy đứa đâu ra biểu, ở nhà không cho heo ăn để nó la ân sùm cái kia. Cái nồi cho heo trên bếp đâu rồi, sao trong đó lại có ba cái muỗng? Trường Giang đưa cái mặt đây, ăn vụng mà không biết chùi mép. Ăn vụng biết chùi mép luôn. Thằng kia tự chùi đi. Hai thằng mày ăn xong ngồi đi như ông nội người ta hả? Quyết chùi bò chưa? Thằng lực đâu? Trời ơi mày lên ăn không? Ngoài mày ngồi làm gì? Còn câu nữa đó, mà hai người rồi thôi, còn thằng Luật nữa nghe mới thấy ghét. Trời
đâu nữa. Được không? Lên bàn thờ ông ngoại mày ngồi làm cái gì? Đúng không? Lên bàn thờ ông ngoại ngồi luôn hả? Dạ. Hay quá. Bà ngoại mà có quyền chửi với mấy đứa cháu. Chửi mà. Hết, chửi hết nguyên gia đình đó, thằng Luật, thằng Thành, thằng Giang chửi hết. Ai phân cho con cái vai này vậy? Dạ, mẹ viết kịch bản con rồi mẹ dạy cho con vậy. Cho chú Thành gửi lời hỏi thăm mẹ con nha. Ở nhà rồi con gần ba hay là gần mẹ nhiều hơn? Ừ, con gần mẹ nhiều hơn. Tại sao? Tại vì mẹ viết kịch bản. Mẹ viết kịch bản. Ba không viết kịch bản, ba chỉ là chỉ đạo nghệ thuật thôi. Ba duyệt thôi phải không? Dạ. Ba là chỉ có duyệt thôi phải không? Dạ. Rồi, ok. Mời thí sinh tiếp theo. Wow, dễ thương. Con tên là Võ Lê Thục Anh. Con 8 tuổi và đây là anh con. Con tên là Võ Nhi Nhật Anh. Năm nay con 11 tuổi. Hai anh em con đến từ thành phố Đà Nẵng. Hôm nay bọn con rất vui khi được tham gia chương trình Thách Thức Danh Hài. Biết Đà Nẵng rồi. Nhưng mà mình ở đây hay là mình ngồi đó mình bay vào đây rồi mình thi xong mình bay về? Dạ, ở Đà Nẵng bay vào đây. Đi với ai con? Dạ, đi với ba con với lại ban tổ chức của chúng con. Ban tổ chức của con là ban tổ chức nào? Là cô ban tổ chức trò chơi cho con và anh con chơi. Ồ, đó vậy thì chú hiểu. Rồi thi nè. Rồi, 60 giây bắt đầu. Bo, bo Doan, con tìm được bo rồi. Ba nhớ con không bo? Nhớ. Mà không ba nhớ con được. Nhưng ba phải nhớ người đàn bà này. Má con đó ba, mọi người. Má con đó mọi người. Chú Thành, má con đó chú Thành. Má con đó. Vừa một đêm thoáng bo, trời không có nén. Ba và má đã tổ con ra bên hầm có tra. Má còn nói rằng 8 năm yêu nhau rầm rỡ. Ngày nào ba đi diễn má cũng đi theo. Lục cho ba từng gói mì cua ba ăn. Chứ mà ba nỡ lòng nào ba đi theo cái cô nhả ra nhả vô chi đó. Dễ thương quá trời. Trời đất ơi cái chi. Nhả ra nhả vô chi đó. Mà cái con chi mà hắn ăn cái chi mà nhả ra nhả vô. Nè con ơi. Dạ. Ưa dạy cho con vậy mà ven chân mạng nồng quá vậy. Dạ ba con. Ba hả? Thì ra ba con đổi tay. Nhỏ ra nhỏ vô. Nhỏ ra nhỏ vô. Trừ đang. Chờ con thi tiếp. Rồi 60 giây của cô bé dễ thương bắt đầu. Alo gà gái. Sao ngày mai đi diễn hả? Chị đã nói với em rồi. Gọi chị đi diễn không phải là dễ đâu nha. Em làm một tờ đơn nè. Đưa lên phường ký, đưa qua quận, đưa qua thành phố, rồi đưa tới trung ương, chuyển cho chị. Em kêu khó quá à. Em kêu khó thì chỉ cần làm một cái tin nhắn, địa chỉ và thời gian là chị tới. Ủa, mà răng em không gọi anh Trấn Thành đi diễn cho. Hả? Anh Trấn Thành bận đi độn mông với là sữa mũi rồi hả? Chị nhớ là vừa mới sữa đây mà. Sữa nữa hả? Thôi, bây giờ chị thương lắm chị mới đi nha. Ngày mai đi diễn ở đâu nói chị nghe nè. Hả? Em nghĩ sao vậy? Một ca sĩ có gương mặt vi la như chị mà em kêu chị đi hát đám ma với em vỗ. Nhưng mà ca sĩ bao nhiêu? 30.000 đô. Ok ok. Sao? 30.000 đồng Việt Nam hả? Thôi kệ. Nhưng mà em phải lo tiền xe ôm cho chị đó nha. Thật ra là con giỏi lắm đó. Thật ra là con giỏi lắm đó. Mà tại vì nó hơi... có nghĩa là mình hơi chủ quan. Mình chỉ để nó khoảng 3 cái chỗ cười thôi. Rồi 3 cái chỗ đó mà không cười thì mình không còn cái thứ 4, thứ 5 nữa. Đáng lẽ là làm phải làm trừ hao. Phải là 4, 5, 6 cái để dành. Thấy không? Không kịp là tung cái khác ra tiếp tục, thấy không?